Chào các bạn đến với bếp cô Minh. Ngày hôm nay cô Minh tiếp tục gửi đến các bạn một món về chuối nữa nha. Món chuối ngày hôm nay sẽ là món bánh chuối hấp. Khi làm bánh chuối hấp thì mình sẽ có hai phần, một phần là bánh chuối mà một phần nữa là nước cốt dừa. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần bánh chuối nha. Tương tự như các bài mà về chuối thì các bạn sẽ thấy là cô Minh luôn luôn cái phần là lột vỏ chuối ra, ngâm chuối vào trong cái phần nước có pha với khoảng một ít muối. Khi ngâm vào chuối sau 5 phút thì các bạn sẽ bắt đầu vớt ra và bắt đầu mình sẽ cắt cái chuối theo từng cái khoanh tròn. Chuối khi làm bánh thì hầu như mình sử dụng chuối sim đen thì bánh của mình nó sẽ có vị ngọt thanh và ngon hơn nha. Quá nhanh phải không các bạn? Bây giờ thì cô mình sẽ ướp tất cả cái phần đường vô đây. Mình sẽ để cái phần này khoảng 30 phút cho cái lượng đường nó tan ra. Bây giờ thì mình sẽ trộn nè, cái phần bột gạo, bột năng. Và mình chế cái phần nước ấm này vô cho nó nở nhanh ra nha các bạn. Rồi cái phần bột nè, mình đã quậy xong hết rồi. Sau 30 phút nè các bạn thấy không, đường bắt đầu là nó chảy nước ra như vậy nè. Lúc đó mình sẽ đổ tất cả cái hỗn hợp bột mà mình đã quậy vô trong cái phần chuối đã ướp với đường. Nếu như cái màu vàng mà của đường nó chưa đủ thì lúc đó các bạn có thể cho thêm vài giọt màu vàng vô nữa nha. Sau khi trộn chuối lại với cái phần bột như vậy rồi thì bắt đầu của mình sẽ để qua một bên và mình sẽ phải thoa khuôn. Ở đây cô Minh đang sử dụng là 700ml nước giảo dừa nè, 150g đường. Cô Minh sẽ nấu sôi cái phần này lên. Nhớ là mình sẽ cho một miếng lá dứa vô cho thơm nha. Cô Minh cho vào đây 20g bột gạo nè, 20g bột năng, quậy đều lên. Và mình sẽ mở bếp lên nha. Thì khi mình cho bột vô thì các bạn sẽ phải quậy liên tục để cho cái phần bột của mình nó sẽ không bị đóng lại và cũng như là nó sẽ không bị dính xuống dưới cái đáy nồi nữa nha. Cô Minh sẽ cho cái phần bột bán vô đây. Cái phần nước giảo dừa đã sôi rồi nè. Bây giờ bắt đầu cô Minh sẽ cho cái phần nước cốt còn lại của mình vô. Các bạn nhớ là mình đừng nên nấu nước cốt dừa và giảo dừa chung một lượt nha. Khi mình nấu như vậy á, là cái nồi nước cốt dừa này của mình ăn nó sẽ không có được béo bằng là mình sẽ cho cái phần nước cốt dừa sau nha. Cho vào đây một tí xíu muối. Bây giờ thì mình tắt bếp. Bánh sau khi nguội cô Minh đã cắt ra như vậy rồi nha. Các bạn chỉ cần thêm một ít nước cốt dừa và đậu phộng, mình có thể thưởng thức được rồi đó. Các bạn nhớ theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.